Hello mọi người, hôm nay là không biết ngày gì mà cái lễ hội hoa đăng ở đây nó rất là đẹp. Hay là mỗi đêm hay là không biết là nhưng mà ở đây mình xíu nữa là bạn cảm thấy cái này nó quá là hay. Thì mình quay lại cho bạn các bạn coi. Đó là phía bên trái. Còn phía bên đang đứng cái cầu. Ở bên này cũng vậy. Phía hai bên cầu. Bên này cũng vậy. Bạn thấy không? Quá đẹp. Đây là phố cổ Hội An nha. Phố cổ Hội An. Đi không nổi nữa. Quay về tổng thể cho các bạn coi thôi. Đây là thứ bảy, tối thứ bảy. À, đó là như vậy rồi. Đây, ở trên đây là cái cầu. À, tất cả mọi người hàng hàng lũ lượt đi, trai gái thanh nam lũ tú, không có khách Tây, có người Trung Quốc, có họ lũ xô về đây, họ lũ xô về đây. Sáng thịt của góc trời luôn. Lại một cái rồi ở đây bên, hai bên hơn, bên bờ. Ờ, thấy chưa? Đây. Quá trời là đó. Ở đây rất là đẹp. Nhìn thấy đây, sinh hoạt của cái ở đây thật sự là làm cho những người châu Âu hoặc là những người khách ngoại quốc họ thích thú. Khách Tây rất là nhiều, Tây nhiều lắm, Tây nhiều lắm đó. À, không biết thế nào, có thể là Úc, Canada, Nga, Mỹ đủ thứ các loại. Họ rất là hào hứng với cái văn hóa của đất nước mình, rất là đẹp. Trong trong là tất cả các đèn ở những chiếc xuồng bơi như này thơ mộng ha. Thực sự là đẹp. Ở giữa cái cầu nó có hai cái cổng đèn để rõ chữ Hội An. Thấy chưa? Đây. Hội An. Bên này một cái. Bên này một cái. Hai cái. Đây là cái cầu. Thật kỳ ha. Thôi, vậy là 5 phút review cho mọi người coi thôi ha. Ok, bye.